Cửa của nó kiểu gì của nó vào trong đấy. Cửa? Cửa không cửa của nó đây. Sao lại cửa là vợ bên này? Bên kia chứ, đầu bên kia chứ. Vâng, mà chú trao đổi với họ của ông ấy xem là cửa để ở đâu bên này, là bên này, để này ở giữa bên này nhé, để cho cái vách đá cao luôn. Đấy, may là đá này cũng chắc này. Này cái này khoảng một mét thôi. Cửa là đi sang kia là sẽ là đẹp này. Lúc nào khác có lại không hiểu lúc này. Nhưng nó nên là cái này bọn cháu cũng không quyết định. Cái này bọn cháu cũng không quyết định được đâu. Ý là bọn cháu không quyết định được. Cái người mà cho ấy thì người ta bảo là không cho để ở đây, mới cả không cho nhà chú đâu. Thì cái đấy thì nếu mà để mấy nữa bọn cháu tháo xong được. Cháu Quyền xin chào các bác, xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang trên con đường đi vào nhà của hai ông bà 92 tuổi. Ngày trước thì cháu lên trên này chia sẻ thì là ông với cả bà là ở với nhau, nhưng mà hiện tại thì ông đã mất rồi, bà là đi ở với cháu. Thì ngày hôm nay là cháu tiếp tục gọi vật liệu vào đây để vào thực hiện công trình xây mộ cho ông. Úi dồi, đường này nguy hiểm quá các bác ạ. Thưa với các bác là ông thì coi như là không may mắn, ông là hết duyên với trần gian rồi, được Chúa gọi về thì ông là đã mất. Sau khi mà ông mất thì cháu của bà là ra đây để đón bà đi sang bên kia ở. Thì hiện tại là một mình ông tự ở và cháu có nhận được một khoản hỗ trợ của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng là gửi đến cho hai ông bà, đó là một cái số tiền để hỗ trợ cho hai ông bà làm sửa lại mộ cho ông ấy các bác. Đây, cái khu vực này thì view cực kỳ là đẹp. Đấy, chả khác gì sông Nho Quế ở trên Đồng Văn, Hà Giang cả. Đấy, cháu cũng rất là muốn là nếu mà có cái dịp gì đấy thì sẽ lên đây để quảng bá về cái nét đẹp của cái khu vực này, để cho nhiều cô bác, nhiều các bạn trẻ có thể lên trên này để check in, chụp ảnh và có những chuyến đi để trải nghiệm du lịch. Cực kỳ là đẹp. Đây cực kỳ là dốc địa hình ấy các bác, nhưng mà mọi người ở cái khu vực này ấy, là người ta canh tác chủ yếu là trồng ngô ở cánh đồng nương đấy, trồng ngô. Thưa các bác, là ngày hôm nay thì cháu có gọi một người em. Ngày trước thì cháu cũng gọi em này vào đây để chở vật liệu, và em này là một người rất là quen thuộc với cái địa hình ở đây thì mới dám vào cái khu vực này. Tại vì đường ở đây ấy là rất là khó đi các bác nhé. Đường này là chỉ lọt đúng một chiếc xe ô tô thôi mà cực kỳ là nguy hiểm. Ở trên này thì là những cái vách đá rất là cao, ở dưới này là một cái vực cực kỳ là sâu này. Tham quan và chiêm ngưỡng qua màn ảnh nhỏ cùng với cháu trải nghiệm, coi như là một thước phim đưa các bác đi du lịch các bác nhá. Đây này, ở dưới này là có một cái dòng sông dạng như kiểu sông Nho Quế, rất là đẹp luôn các bác. Wow, nước rất là xanh. Úi dồi ôi, đẹp chưa, quá tuyệt vời luôn. Đúng là thiên nhiên tạo cho chúng ta một cái cảnh đẹp không gì bằng. Úi dồi ôi, đấy, đường này mà tay lái không chắc thì sao mà dám vào đây à các bác. Đẹp quá, đẹp quá. Ở bên này là nhìn thấy Trung Quốc rồi các bác nhé. Ở bên đằng kia là Trung Quốc này, còn ở bên này là của Việt Nam. Khu vực này là khu vực giáp danh Trung Quốc luôn. Đấy, nhà của hai ông bà thì ở tít dưới này. Đấy, ngày hôm nay thì cháu với các bác sẽ đi xuống dưới này. Ngày hôm nay thì cháu có gọi 300 viên gạch, 10 bao xi và 2 khối cát vào đây để xây mộ cho ông. Không biết là bằng này thì có đủ hay không, nhưng mà để tiết kiệm thì cháu cũng không dám gọi thừa nhiều quá. Thì tính toán làm sao để cho nó vừa đủ thôi các bác. Chỗ này là cái khu nguy hiểm nhất. Phải máy đỏ ấy, máy đỏ thì mới cua được vào đây này.
mặc dù là cháu cũng biết lái xe thôi, nhưng mà khi mà ngồi ghế phụ cùng với cả em ở trong xe này này đang lái xe ấy, cháu cũng rất là ghê luôn. Mặc dù mình cũng biết lái xe ấy, nhưng mà khi mà hai anh em đi với nhau thì lúc nào cũng tâm lý ấy. Vừa nãy là đi ấy, thì cháu bảo là ôi em ơi cho anh lên trên này để anh lên thùng ấy, anh quay cho dễ để cho các bác tham quan một chút về cái vẻ đẹp thiên nhiên ở trên vùng cao. Ở bên kia là còn những cái dãy núi núi đôi ấy, như ở núi đôi ở trên Quản Bạ kia rất là đẹp. Đấy, các bác thấy đường khó không? Phanh pháo mà không ổn định rất là ghê luôn. Không biết là em đã đăng kiểm chưa, với cả phanh pháo là đã ổn định chưa. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn các bác ạ. Nay thì cháu cũng gọi anh trưởng thôn, anh ấy lên trên này để tí nữa nhận vật liệu mới cả khoán lại cho chú, mới cả anh trưởng thôn anh ấy sẽ thực hiện xây mộ cho ông các bác ạ. Ôi dạ, đúng con đường huyền thoại, đường này chỉ có đúng là tay lái quen với tay lái cứng chắc mới vào được thôi. Ngày hôm qua thì cháu đã gọi cho em lái xe ấy, thì là em bảo là hôm nay em bận không lên đây được. Đấy thì gọi cho người khác thì người ta không dám nhận. Đấy, chỉ có đúng một người em này em mới dám đi được vào đường khu vực này thôi. Đấy, các bác thấy ghê chưa? Đấy, cua đúng là cua tay áo này. Đấy, cái này mà phanh không ăn là rất là nguy hiểm luôn. Nín thở. Đấy. Ui dồi, chẳng phải đò nữa. Đây là các cô đang đi lên nương để trồng ngô này. Đây, hoặc là đi chân trâu. Nhớ dâu. Các bác thấy là lý do tại sao là nhiều anh em lái xe không dám vào đây, và khi mà vào đây không dám chở nặng tại vì cái cung đường nó như thế này.
quá dốc luôn đấy. Khu vực này, đoạn này là đoạn dốc nhất này. Thưa các anh chị, là hiện tại thì anh em cháu là đến nơi rồi. Anh thì mộ của ông là ở ngay dưới này này. Ở qua cái hòn đá to dưới này. Đấy. Là đến. Hiện tại là cháu đã gọi chú trưởng thôn với cả một chú. Chào chú nhá. Đấy, bắt tay chú gái. Ăn Tết xong khỏe không chú? Ôi giời. Bố đảm vẫn khỏe luôn. Gặp nhau từ trước Tết rồi ấy nhỉ? Vâng. Ngày trước bảo là trước Tết là gọi vật liệu vào đây để làm luôn, nhưng mà đợt đấy cũng bận, các chú cũng bận, cháu cũng bận nữa thì không vào được. Hôm nay thì vật liệu cũng vào rồi. Hôm nay cháu lấy 2 khối cát này với cả 10 bao xi với cả 300 viên gạch, chắc đủ 300 viên. Ok rồi, 300 viên chắc đủ nhờ. Xi măng thì chắc lấy bốc xuống thôi, tại vì tí mình đổ sợ là cái gạch nó đè vào lại phải lấy ra. Có 10 bao xi chú cháu mình nhấc ra để đây thôi. Tí đổ vào nó lấn lộn vào ấy, xong là mình lấy ra nó khó lắm. Ngày trước cháu đổ dưới kia một lần rồi. Tí cho nó nghiêng, cho em nghiêng xe lên xong là mình bốc xuống. Bốc để đây. Không là đổ một phát là tí gạch nó chèn vào, mình lấy ra bốc ra nó khó lắm. Vâng. Xi măng thì chắc để đây không sợ đâu chú nhỉ? Chú trưởng thôn nhỉ? Để xi măng để đây có sợ không? Không sao đâu. Sợ không? Mình làm cái đấy thì là mình xấu. Giờ cả hai xấu mình mới bao ai đang cướp được gì? Sợ là người ta về. Ở đây có chú trưởng thôn ở đây không chắc không sợ rồi. Đổ khu này đúng không? Em tiến không em lùi vào đây một tí nhỉ? Không chắc để hạ xi đó, có một người bốc, nếu hạ xi thì có một người bốc kia xong người đỡ để đặt ra. Không em cứ tiến lên trên kia để đít nó ở để đây này. Xong là mình bốc xi để đây. Ôi mở. Mở góc này khó lắm. Không được đâu chú nhỉ? Không, cũng đổ một thẻ xong là đổ tí nó gạch nó đè lên bốc nó khó lắm. Đúng rồi, tí cái gạch đè vào xi là nó ướt nó khó lắm. Ngày trước cháu đổ dưới kia một lần ấy, bới ra nó khó lắm. Rồi. Rồi rồi. Cái đường vào đây sợ quá nhờ. Đường này nguy hiểm quá. Ở đây có ô tô vào không nhỉ chú nhỉ? Không có đâu nhỉ? Cát này là cháu lấy vào đây 2 khối này. Và 10 bao xi và 300 viên gạch. Đấy. Ôi từ từ đã, bảo nó từ từ đã. Từ từ, để lôi. Ôi, từ 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 từ. Để lôi 2 bao xi này ra đã. Đấy, nó còn dính nước một tí đấy. Đấy, để trên cát đấy. Nó có ngấm vào trong được không nhỉ? Cái này dính nước này ngấm vào trong không chú? Nó dính không vào trong đâu. Đổ đi. Đổ chết rồi đi.
đi. Em ơi, để xe ở đấy nhá, để xe ở đấy, để xe ở đấy. Có mấy bao là khó bới đấy. 10 bao thì chắc đủ rồi chú nhỉ. Úi dồi, lấy xe máy chở vào đây là vớt lắm đấy. Tí nữa phải đi đi lấy xem có cái bạt đấy, chú che vào hộ cháu với nhá, sợ là mưa ấy. Nếu mà mở được cái nắp kia ra mình bới ra nó dễ hơn. Đủ chưa? 13 mà chú. 13 phải không em ơi? À. Đôi 4, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, xi măng thì theo hai chú bảo ấy là để đây thì không sợ đâu. Tí lấy bạt che vào nữa là ok. Tí nhờ hai chú là lấy bạt lên che hộ. Tại vì là vật liệu đến đây ấy, thì là coi như là giao lại cho hai chú luôn. Ngày mai là bắt đầu triển khai làm luôn chú nhở? Ừ, mai vẫn được. Vâng. Tranh thủ là thời tiết ủng hộ. Mùa này thì không biết là các chú ở trên này có làm cái thanh minh không? Có sửa mộ các thứ không? Mùa này ấy. Mùa này không sửa. À. Đến tháng mấy mới sửa? Hay là không sửa? Tháng 2 sửa. Tháng 2. Tháng 2 sửa thì mùa của nó thì cả mình không biết đâu. Nó sẽ bảo thì mình không biết nó sửa không sửa đấy. À. Theo đạo cũng sửa mà. Không cúng. À. Như bọn cháu là dân tộc Nùng, bọn cháu là bây giờ là đến tháng 3 tháng thanh minh rồi đấy. Đúng rồi, đấy. Như thế mà. À, đến mùa là bắt đầu sửa mộ. Đúng đến mùa làm luôn đấy. Nhặt gạch vứt xuống thế này hả chú? Vứt xuống thế này nhưng mà xe phải vào chứ. Ờ. Sửa vứt hết rồi. Hết rồi mẹ. Ê, cháu cài cái mic vào đây để chú cháu mình nói chuyện cho nghe rõ hơn. Thế con đẹp. Chú có cái áo đẹp thế. Áo à, đẹp đâu. Áo này là từ Trung Quốc ra đấy nhở? Ừ, từ Trung Quốc ra hết rồi mà. Áo mình Việt Nam mình làm gì mà có cái áo này. Ngày xưa là ở bên này là các chú đi sang Trung Quốc làm nhiều hơn đấy. Ừ, trước là mình sang Trung Quốc đấy, mình cứ đi sang Trung Quốc làm thôi bây giờ đấy. Đi làm không ở Trung Quốc là lương cao hơn ấy, đúng không chú? Ừ, mình đi Trung Quốc làm một ngày nhá, mình chỉ cả mình xài nhà một ngày thì là 200 nhá, hai trăm. 200 tiền tàu mà không dễ đâu. 200 tiền tàu là được bao nhiêu tiền Việt Nam? Có tính 700 đấy một ngày. Ủa? Lương cao đấy nhở? Ờ, mà Trung Quốc có hợp ý đâu. Ây già. Thật đó mà. Đúng là bây giờ họ giàu ở đây xong là không sang bên đấy làm được cũng không sang được. Cũng mất đi bao nhiêu khoản thu nhập đấy. Bây giờ bộ chú đây làng chỉ có là tính 150 một ngày mẹ. Đang là nhà của nó đây mà đang xây nhà đâu đây, 65 triệu. 65 triệu. Xây nhà cấp 4 à? Nhà cấp 4. Nhà, không tính nhà cấp 4, tính nhà cấp 3 thôi, nhà bố gì. Ui, 65 triệu là đắt rồi đấy. Không, mình tính tài liệu nhá, mình cứ đi
cứ đi hơn 38 triệu rồi. À chú bao cả vật liệu à? Vâng, bao cả vật liệu. Không cẩn thận là lỗ đấy. Nhà cấp 4 mà cả vật liệu mới có 60 hơn 60 triệu là không cẩn thận lỗ đấy. Thế ở đây thì ai chở vật liệu vào đây? Thằng Hoàng đấy. Hoàng à? Ờ. À thằng Hoàng hay là thằng Hồng? À thằng Hoàng thấy. À cháu không biết. Cái gì cả? Ừ. Rửa máy rồi. À, tí ô tô đi qua mà nhỉ? Qua được. Đi đi xem qua cái mộ tí nhỉ để cháu. Ờ đây đây mình đi qua xem. Để cháu cháu bảo. Ngày trước cháu gửi ảnh cho chú biết rồi. Chú trưởng thôn. Nhưng mà đi đường cái đấy. Nhưng mà. Hả? À? Không không phải không có xe đâu. Cái đấy mình phải đổ thành tấm ra. Mai chú lên đấy chú. Hình dung là mình đào một cái khuôn ấy, mình đổ cái tấm sẵn đi. Lúc mình xây ấy, mình chỉ ghép vào thôi. Đúng rồi, mà lấy xi keo là ghép vào thôi. Ở đây là thưa cô bác là bây giờ nếu mà anh em cháu mà không vào đây sửa ấy, coi như là ông là không có con cháu gì ở đây rồi đúng không? Chú nhỉ? Có chứ. Nó ở với dưới kia rồi. Ý là cháu thì không phải là cháu ruột của ông ấy. Thì là cháu đấy là cháu của bà thôi. Đấy ông thì không có con thì bây giờ nếu mà anh em cháu không vào đây để sửa ấy. Thế nhá là... cháu nhá, không cử nó tới là vào chỗ này rồi ấy. Đấy. Không cử nó tới vào chỗ này ấy, con đâu. Cháu chào ông nhá. Không cử nó tới vào chỗ này. Hôm nay anh em cháu vào đây xây mộ cho ông rồi. Từ dưới này lên. Từ dưới này lên. Từ dưới này lên, không cử của nó ở đây. Vâng. Không không, cửa của nó kiểu ý của nó vào trong đấy. Cửa? Cửa không cửa của nó đây. Sao lại cửa là bên này? Bên này, bên kia chứ, đầu bên kia chứ. Không. Không phải. Cái mũ này không phải là như cái kia. Cái mũ này nó nếu mà nó không cửa của nó phải vào chỗ này đấy, vào thẳng chỗ này. À. Mình xây chỗ này với như thế mà. Cái này cháu không biết đấy. Ừ không. Thì các chú là hai đầu nhá mình. Nhớ mình không cửa của nó phải vào thẳng luôn chỗ này. Cháu tưởng là khung cửa là phải đấy. Khung cửa là phải bên này. Tại vì theo như ông nằm là ông nằm dọc sang kia mà. Còn có một số mũ thì nó trông như này nên là như thế. À? Mình của mình thì là mình như này, thế thì là cho nó thì không cửa chỗ này thì rất là cậu ý có người ta mùa mãi như này ấy, không phải không cửa chỗ này đâu. Mình chỉ cái mình sao chỗ này đấy. Không cửa mình phải vào chỗ này. Đây, đây. Ừ, thế. Ừ. À. Thế nó lại thế nhỉ? Ừ. Được rồi, thế tại vì là cháu cũng không biết là theo như các chú làm mộ ở bên này thì làm kiểu như thế nào thì cháu cũng không biết đây. Không, không như của mình lắm. Nó có hai loại. Hai loại mà như loại này đấy, loại này mình phải như này. Nhưng mà loại khách là mình phải theo của nó. À. Này. Ừ. À, này nó này. Như này thôi. Vâng. Đấy thì cái ảnh ấy trước cháu cho chú xem ấy. Chú lấy ra cho cả chú này xem thì biết rồi, xem rồi. Xem chưa? Chú xem chưa? Đấy cái ảnh cháu ghi ở màn hình ấy, tí nữa cháu sẽ ghi ở màn hình cho các bác xem là hình thức xây mộ cho ông là xây theo cái cháu ảnh. Cháu vào không? Mày cháu vào đây không? Có. Mày cháu vào. Okay. Cháu phải vào đây sẽ xây như nào. Vâng vâng. Quá. Nói chung là các cái hình ở trong ảnh thì chắc các chú đi xây thì các chú cũng biết rồi. Quá. Ăn này hai đường lượng đầy quá. Đường lượng đầy mình phải sang một nào chứ. Quyền đấy. Giống như cái này. Đấy. Đâu? Đấy. Giống như cái này có phải không? Hay là như thế này? Đây này, cái này này. Giống như cái này thì là đúng không rồi. Cửa nó phải vào trên kia. Cửa này phải ở đây. Ừ. Đấy thì nó mới hình thức là nó như thế. Thì các chú làm cửa bên này cũng được mà. Ừ, tùy cháu. Vâng. Cháu bảo là mình làm bên này như đấy. Vâng. Ừ, không phải đâu. Còn nó thì nó phải vào bên này nhưng mà tùy cháu. Cứ xem cho hàng họ này. À cửa nó để như nào thì mình làm thế. Ý là theo họ à chú? Theo họ chứ con này. À thế thì không được nhờ. Nếu mà cháu xây theo ý của cháu là họ của ông lại khác thì không, tí lại phải theo họ chứ không được. Không phải theo họ của chủ đấy, không có đâu, còn người ta còn chú cháu nữa mà. Thế thì bây giờ nhá, như này, nếu mà theo thôi đi mày chú ta đổi cho thằng kia nào nhớ nó để cửa mình lại hay đuổi như này. Vâng vâng. Thế thì chú bảo cho. Cháu
Vâng, mà chú trao đổi với họ của ông ấy, xem là cửa đẩy ở đâu bên này, để bên này, để bên này ở giữa bên này nhé, để cho cháu biết. Vâng. Thì ngày trước cháu bảo với chú là xây là bao tiền nhỉ? Cháu bảo là năm triệu. Vâng, chú cho mình là 6 triệu thôi. Cho mình là 6 triệu thôi, không nhiều nữa phải không? 6 triệu thì đấy thì bây giờ cháu cũng bảo như này, tiền nong thì bản thân của cháu không phải là cháu bỏ tiền ra để cháu có tiền mà xây mộ cho ông đâu. Cái này là của các bác là hỗ trợ. Thì trước khi là, ai cũng vậy thôi, ai gửi tiền đến thì cũng mong muốn là làm sao để làm nó phải chắc, đẹp và phải nó phải đúng với như cháu bảo ấy. Thì tiền thì bằng đấy cháu cũng không ý kiến gì. Thì cháu sẽ trả cho các chú là 6 triệu để cho các chú làm đồ hoàng cho cháu. Thì mấy nữa là cháu bảo này, xây xong ấy còn thừa cát này thì các chú là láng làm một cái sân láng xung quanh này cho cháu. Để cho nó ví dụ như cho ông dạng có cái sân ấy. Vâng. Mấy cả xây các chú cố gắng là làm đẹp đẹp tí. Đứng ô tô. Ở đây là mấy nữa cháu bảo là cháu in cái ảnh của ông ấy về với cả tên của ông dán cái cửa mộ đấy được không? Không cửa đấy, không cửa, bảo là không cửa. Biết là sinh của nó không? Không nhớ đâu. Để... căn cứ của nó thì mình sang sổ của mình có rồi mà còn gì nữa. À tí hỏi chú lấy. Sổ của mình có rồi mà. Lấy cả năm sinh. Đấy. Sổ mình có sinh năm bao nhiêu tại hiểu à? Vâng. Sổ mình thông thông mình có rồi mà sinh năm bao nhiêu có hết rồi mà còn gì. Chỗ này là ông nằm ở giữa đúng là một cái vách đá cao luôn. Đấy, may là đá này cũng chắc này. Này cái này khoảng 1 mét thôi. Vâng. Thì là nếu mà cửa bên này thì lại dài sang kia à? Hay như nào chú? Không, mình phải xong, mình phải sang vòng bên đáy kia hoặc đáy kia. Tức là mình phải xong vòng đáy. Xây một vòng tròn đúng không? Một vòng tròn chứ không tròn sao mà được. Ờ, theo phong tục của đồng bào người Mông ở trên này thì là có rất là nhiều kiểu mộ xây. Có nhiều kiểu là theo như hình của cháu với cả nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng là phải xây theo kiểu chiều ngang, dọc và cửa bên kia. Vâng. Nhưng mà theo phong tục của các chú và theo họ ấy, theo họ nhiều ấy. Nhiều chỗ là người ta sẽ xây theo vòng tròn. Đấy, xây vòng tròn thì cửa ở bên này. Ờ, trong vòng tròn thì cửa bên này. Nhưng mà theo của cháu nó đây. Theo của cháu nó thì là cứ cửa bên kia. Thì mình chỉ có xây một hàng đấy, một hàng kia không hả? Xây được cửa bên này thì sẽ đẹp hơn. Đấy, chú hỏi nhá. Cửa nếu mà cửa bên này thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn. Địa thì nó sẽ theo như cái của cháu làm. Hướng của nó không phải bên kia mà hướng của nó đi sang bên kia mà. À hướng cửa là đi sang đây, kia đúng không? Nó trong cái này đấy, nó hướng nó sang bên kia cái bên kia nó mà nó có phải theo đấy đâu. Cái này thì các chú ở đây thì các chú tỷ nên nó lôi xe. Biết hơn thì các chú cứ theo ý của các chú đi. Bụt tỷ cái này chỉ hắn à. Theo hướng cửa là đi sang kia là sẽ là đẹp này. Lúc nào khác cái này không hiểu lúc này, nhưng nó chịu xe lúc này là hắn. Hắn là một giờ lúc cả lúc sống tỷ. À, cháu bảo nếu mà mình xây xong ấy làm bữa cơm ở đây ăn được không chú? Được mà. Ví dụ mình mua con gà vào đây ăn ít thọ quả rồi ăn cơm ở chỗ này với ông một bữa ấy. Được đúng không? Thế hôm nào chú cháu mình làm xong thì cháu sẽ mua thức ăn vào đây để. Không nhưng mà chắc là mình làm ấy. Mai một ngày kia ta xong ấy. Ờ chắc một ngày kia là xong thôi. Tại vì ở đây là giá hơi đắt đấy. Là 6 triệu thì coi như là chú tụ từ trên này xuống này và thắt được chuẩn nữa phải đi đi tít xuống ở dưới khe suối dưới kia kìa. Đấy, xuống cái hồ dưới kia lấy từng can một chở nước lên trên này thì mới có nước để trộn vữa để xây được. Cho nên là chắc chắn là nếu mà ở khu khác thì cái xây như này thì tầm 2,5 triệu đến 3 triệu thôi, nhưng mà khu này thì nhất là cháu cũng muốn là các chú là cũng người dân ở đây thì các chú là hiểu biết hơn về những cái phong tục đấy thì các chú làm hộ cháu. Vâng. Bây giờ là tí nữa cháu sẽ nhờ em lái xe ấy, đi sang kia để chở hộ cái tanh nước đi xuống chỗ thôn đấy kia. Tại vì là bây giờ không có ô tô chở là cái tách đấy không thể lấy được đâu. Tách đấy to quá. Mưa to nó đầy. À mấy trận mưa to ở đây hết đúng không? Tại vì là bây giờ ông bà không ở đấy nữa thì cái tách để đấy cũng phí ấy. Nên là trước cháu cũng hỏi được ý kiến của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng rồi. Thì các cô đồng ý là cho cái tách đấy là vào điểm trường của thôn để cho các cháu học sinh đựng nước, chứa nước.
nay là các cô giáo ở dưới kia không? Có. Thầy với cô ấy ở dưới. Thì tặng cho nhà trường là cái tách đấy luôn. U lấy dưỡng cao dịp tôi báo. À chú ơi, tí cháu nhờ tí là hộ cháu lấy cái bạt ra che AC đi nhá. Vâng. Sợ tối nay mưa ấy. Không, mình phải làm thôi. Cháu cũng không lo đâu. Vâng. Thưa cô bác, là ngày trước thì anh em cháu xây ấy, thì là tưởng là ông bà là vẫn còn ở với nhau lâu. Tuy nhiên thì cũng không may mắn, thì ông không có duyên với trần gian nữa, thì ông đã không ở rồi. Thì hiện tại là bà cũng không ở đây, thì ngôi nhà coi như là cứ để tạm như này trước. Sau này thì sẽ tính sau, coi như là sẽ giao cho chú trưởng thôn để nhờ chú ấy là xem hộ. Hả? Hay còn đất rồi. Cái tách nước này phí quá nhở. Đấy, nước này mà có ô tô mà chở xuống thì có cái chú, các chú xem là có cái gì để hứng nước không? Không cần đâu. Không cần à? Không cần. Mai lại chở cái này, mày có đau có cái gì mà hú đâu đây? Không, ngày mai lại chở xa quá. Bây giờ này phí chở thì khách thì mình lo gì? Vâng đấy, nếu mà để cái tách mà để dùng hết nước mới chuyển xuống thì mấy nữa lại xe máy cũng chở được. Xe máy không bao giờ chở được. Đấy, dài quá. Hay là như mấy địa đây sáng rồi. Thế là hay là địa đây để mình làm xong đó. Mình làm xong thì là hướng anh em khinh xuống đi. Ui, khiến xả lắm. Thế thì chú cứ xả đi. Nước đầy luôn à? Không, một nữ đâu mà. Tách này đắt lắm, tách này hơn 9 triệu đấy. Tách này hơn 9 triệu đấy chú ạ. 9 triệu nữa rồi. 3 khối mà. Vợ chồng cháu xin chào các bác ạ. Các bác ơi, hiện tại đằng sau vợ chồng cháu đây là gian hàng từ thiện của vợ chồng cháu. Hiện tại thì vợ chồng cháu có một số mặt hàng đang bán ở trên kênh. Thì cho vợ chồng cháu xin phép các bác là 1 đến 2 phút để giới thiệu qua sản phẩm. Đầu tiên đó là măng nứa khô. Đây là măng nứa ở trên nhà của anh A Páo. Đây là măng miếng các bác nhé. Và măng thì có hai loại, măng miếng và măng dối. Và sản phẩm thứ hai đó là mướp đắng rừng thái lát và đã phơi khô rồi. Đây các bác ạ. Và sản phẩm thứ ba đây là nấm hương rừng và có cả mộc nhĩ rừng. Đấy. Và thuốc đau xương khớp. Đấy, thuốc đau xương khớp thì các thành phần là cây đau xương này, trái nhầu khô này, cây trinh nữ này, cây chìa vôi này, củ bình vôi này, cây cỏ xước này, cây tơn trơn này, vân vân, nhiều lắm các bác ạ. Cái này là trị đau nhức xương khớp, bệnh gút, đau lưng, đau gối, đau vai gáy, đau đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Và ngoài ra thì còn có miến rong này. Đấy, miến rong thì có hai loại, miến rong sợi nhỏ và sợi to. Và đây là bột nghệ. Đấy, bột nghệ thì khác với tinh bột nghệ các bác ạ. Đây là cái hạt ốc chó của em Quân các bác ạ. Và ngoài ra thì còn có sản phẩm đó là sâm tố nữ này. Đấy, công dụng là tăng cường sinh lý nữ, tăng vòng một, cải thiện các triệu chứng khô, giảm âm đạo. Đấy, giảm ham muốn, lãnh cảm, làm chậm mãn kinh, cân bằng nội tiết tố nữ, chống lão hóa. Cái này thì sâm tố nữ thì các bác lên mạng tìm hiểu thì có thể là sẽ biết về cái công dụng kỹ hơn. Cái này là rất là tốt cho con gái này. Đấy, cháu sâm tố nữ này là có hai dạng các bác ạ. Đây là dạng miếng, còn đây là dạng bột đấy ạ. Dạng bột thì cháu đóng thành lọ như này, lọ 1 cân. Cái này miếng này thì về là các bác là đun nước uống này. Đấy, còn bột thì pha nước, pha uống trực tiếp luôn. Uống các bác trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì cháu có mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Đây là mật ong khoái thì màu mật là vàng đậm hơn. Mật ong hoa bạc hà thì màu vàng nhạt hơn này. Đấy, mùa mật ong khoái đến rồi các bác ạ. Ngày hôm nay thì các bác mua sản phẩm bên cháu thì cháu sẽ tặng cao artiso này. Đấy, các bác lấy từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu sẽ tặng các bác là 1 miếng cao artiso hỗ trợ về bệnh gan và bệnh xương khớp các bác nha. Đấy, cao artiso. Còn trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen các bác ạ. Cái gừng đen này thì cực kỳ là hiếm. Đấy, và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe. Và những cô bác, ông bà mà bị tiểu đường ấy thì dùng cái gừng đen này rất là tốt ạ. Đây, gừng đen thì có hai loại, gừng đen tươi và gừng đen khô các bác nhé. Đấy, các bác muốn biết về các cái công dụng sâu hơn một chút về những cái sản phẩm hiện tại cháu đang bán thì cứ liên hệ với vợ chồng cháu để chúng cháu tư vấn cho các bác. Ngoài ra thì cháu có sản phẩm đó là trà rào của Lam. Cái này công dụng chính đó là hỗ trợ về bệnh tiểu đường,
cao huyết áp và mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, rất là tốt cho các bác là những người lớn tuổi. Ngoài ra thì các bác lấy hàng trong ngày hôm nay thì cháu có thể là, nếu như các bác không lấy cao Atiso thì cháu tặng các bác đó là lọ chẩm chéo đấy, ở trên gian hàng của vợ chồng cháu. Ngoài ra thì cháu còn có đó là chuối hoa rừng nữa đấy. Thì toàn bộ đây là những cái mặt hàng đặc sản hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. À, vừa rồi thì còn thiếu đó là đây là cái bột tam thất này. Đấy, bột tam thất công dụng bổ máu, chống viêm nhiễm, làm tan u, rất là nhiều công dụng, chữa suy thận này. Trên này là toàn bộ những sản phẩm hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được đón nhận sự ủng hộ của các bác để vợ chồng cháu có thêm kinh phí đi chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên vùng cao này. Và đặc biệt là nếu như các bác ủng hộ sản phẩm của vợ chồng cháu thì chúng cháu sẽ dồn vào quỹ và tích để chúng cháu là sẽ ủng hộ cho bé Hưng trong thời gian tới, tại vì kinh phí làm nhà của nhà Hưng ấy là còn thiếu rất là nhiều. Các bác mua hàng liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064, cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé. Đây, cái này thì theo như ý kiến của nhóm sư cô Lâm Đồng ấy thì là cháu sẽ tặng cho chú trưởng thôn để chú là cho trường nhé, cho nhà trường, cho các cháu học sinh ấy. Cho học sinh. Đây là phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng. Cái tách này thì nếu mà trời mưa mà hứng được nước ấy thì là thoải mái dùng rồi nhờ. Không cần xây bể nữa. Ở đây không có sóng hay sao ấy, thoại gọi chả được. Có nhưng mà phải ra ngoài kia. Đấy. Xây xong cái bếp, vừa xây xong ông mất luôn, không ai ở nữa. Thoại cũng chưa. Chìa khóa này thì không biết là chắc là em Giang em mới cầm rồi các bác. Chìa khóa này á, mình không cần đâu. Không em em ở bên cháu cầm ấy. Yeah. Thưa các bác, là hiện tại thì anh em cháu là đang xả hết nước ra để di chuyển cái tách này xuống dưới kia ấy. Thì là vừa rồi thì chú trưởng thôn chú có gọi điện cho cháu, hình như là cháu hay là con dâu của ông bà ấy, thì thấy bảo là không cho cái tách này đi. Nhưng mà cháu cũng giải thích rồi. Tức nghĩa là cái tách này là của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng. Đấy, là chưa bàn giao cho ai cả. Thì là cô ấy, bây giờ cô ấy, đây là tức nghĩa là tài sản của cô, và cô cho ai thì đấy là việc của cô. Thì ý của cô là hiện tại là bàn giao cái tách này lại cho chú trưởng thôn, để chú trưởng thôn là cho các cháu học sinh ở dưới điểm trường ấy, gần nhà chú ấy, để cho các cháu là hứng nước ở đấy dùng. Đấy, thì theo ý kiến của cô là như vậy. Thì anh em cháu vào đây là sẽ di chuyển cái tách này xuống như kia để cho vào trong thôn, để cho nhà trường họ có nước dùng. Đấy. Thì như là vừa nãy là chú hay là cháu của ông bà ấy là không hiểu. Tưởng là cái này là bàn giao cho cháu hết rồi. Hả? À, thông gia. Đấy, nếu mà ngày trước mà con dâu mà ở với ông bà, với cả con trai mà ở với ông bà thì chăm sóc nhau như thế, thì đến lúc ông bà mất thì có thể là tài sản của các bác là nhường lại cho cũng được. Nhưng mà đằng này thì ông bà tự sống, tự ở như thế này, thì bây giờ những cái tài sản như thế này thì cũng không thể liên quan đến con cháu hay là đến ai cả. Đấy, bây giờ anh em cháu là sẽ cố gắng là tháo cái tách này ra để mang xuống hội trường thôn. Thực sự với các bác là lúc ông bà còn sống ấy, còn khổ thì chả ai quan tâm. Nhưng mà đến lúc mà ông bà mất đi rồi, có những tài sản như thế này thì lại bảo là muốn nhường lại phần cho con cháu. Nhưng mà cái này thì cũng xin chia sẻ với các bác rằng là cái tài sản này không phải là của nhà nước hay là của bất cứ ai mà tặng cho con cháu hay là của ai cả. Cái này là tài sản của Mạnh Thường Quân. Bây giờ ông bà mất thì Mạnh Thường Quân bảo là giữ lại để sau này là có thể là cho hoàn cảnh nào đấy, thì anh em cháu là có thể là tới này sẽ tính là nhường lại cho thôn. Đấy, nhường lại cho chủ ở trong thôn. Để cho chú trưởng thôn là quản lý hộ anh em cháu. Cái này phải xả hết nước ra thì mới nhấc đi được. Đấy. Một lúc nữa thì cháu sẽ đi xuống dưới trường và bàn giao lại cho bên nhà trường.
Ok rồi, gì nữa? Rồi, đi. Bốn người đấy, bốn người. Bốn người sau, mà cứ đi. Tao không nhìn đâu, đi đâu nữa, tao không nhìn đâu. Đi đây không? Đây, để cháu nhấc bên này. À, bỏ cái tách ra đi. Cho đi cùng một phát luôn. Không qua được á? À? Nhấc cao lên, bốn người một góc. Không, ai bẻ cây gãy đi. Đó. Bẻ cây gãy đi, đấy. Vâng. Bẻ gãy đi đường đấy cũng được chú ạ. Đấy, mỗi người một góc nhá. Góc ra đi nhá. Ui, nặng phết đấy chứ. Chứng tỏ chú khỏe đấy. Hôm nay là em lái xe đi làm từ thiện với anh luôn nhỉ. Ui. Cái xe của em không mở được đít à? Của em mở được nhưng mà khó lắm anh ạ. Không mở á? Thế thì là có nhớ lên đấy không mở đâu. Cái này nhấc lên cũng khó mà nhấc xuống cũng khó. Không, nhưng mà cũng khó nhớ lên mỗi ít thôi tuần này. Thấy tao đó sống mà nó khâu lại em. Thế là cái nặng ôn thôi. Dạ cả hai cả tính đâu dạ quá cái tính một rồi ở trong vào hai chết xong rồi ta ok cái này chắc mở ra xong nó đóng vào khó hay sao ấy. Đi. Kéo cái tách dịch sang này tí. Không đến à? Đến không? Ta. Nặng đấy, chú ạ. Đây là nặng rồi. Đi, hai người bên này, hai người bên kia. To được lên xe rồi. Cái này mà xe máy chở là không thể chở được. Xuống dốc không cần phải đóng đâu. Thưa các anh chị, là hiện tại là cháu là di chuyển cái tách xuống đến điểm trường thôn rồi. Đây là điểm trường của thôn. Bắt lại thâu thẳng nào hủ lan. Có tuột xuống không nhỉ? Không sao, không sợ đâu. Ê tư hãy cái cỏ bạn nè, còn thay chiếu một bà thắng nè. Trên cái hãy chiếu tao thay một nè, tên cho chơi mất tuổi, vừa ra tỉnh sư rồi. Ê, cho cháu mất cháu cháu tỉnh sư nè, nàm bù lạ lại, chứ xe mất tù à. Để trên đấy không khả thi mấy nhỉ? Để trên kia được không anh? Để trên này này, cho gần gốc cây đấy. Không được, cái đá thì sợ nó sạt xuống rồi. À. Đủ loan đấy, không đùa không? Sạt thì chắc không sạt được đâu. Không, nhưng mà mình cứ để đây đi. Lấy cái chia vào trong tranh nó không sao cả. Thôi hạ xuống đi. Đấy là xem các chú ở trong thôn là để đâu thì để thôi. Vì là cái này là cháu sẽ bàn ra lại cho thôn. Vào đây nhá, bốn người đấy nhá, một người. Không chủ đi đâu. Mình anh dạy ở đây được à? Vâng. Bảo mấy người đi. À. Trên đây á, chị đã phải. Không không để đây được thì để trên kia hả chú? Trên cái gốc cây đây. Vào mình hạ xuống xong nhà nào như nào đó mình mới mang lên trên kia có được. Để trên này sợ nó không chắc thôi. Mất chủ. Từ đó hai người chúng mày đẩy vào đây tao một mình tao. Ai bảo là đẩy. À muốn mày nhé, anh bao ơi, chỗ bao vào đây hủ đây mình chia xe này mình không giữ được đâu. À tao để được á, để chích cái được. Thế nào, chưa? Chi nào có đủ không?
không mà mẹ hơn 2 mét rồi đấy. Cứ đua đấy. Đua gì mà đua? Vỡ này trường cái đua. Để trên kia ra để trên. Không được đâu. Để trên tay á? Không được được. À chỗ này đây. Đấy để trên bậc đấy. Chỗ này đây. Thế kéo vào đi. Để trên cái bậc đấy cho nó đẹp, cho nó chắc, không phải cho nó đẹp. Tao vừa sáu á. Ngã sáu nó ngã sáu tới tàu à? Toàn khổ nhau đây vui. Ô mày. Tụt ba mà là. Mày nhìn cái gì? Ôi, sao mà tụt mà? Thì giờ tụt tí nữa mà. Đấy. Tụt. Tí đó chơi vào. Nặng phết đấy. Cái nước này bẩn này. Ông vừa này. Đấy nhìn thôi nó có hủ mình nữa cả. Làng đời mày làng đi. Chỉ có chỉ to to chơi 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 nó chơi bóng nổ rồi. Mấy cái nắp kia ở trên kia đi đâu rồi? Chị sáng. Không thấy nhỉ? Chơi mới tao tao để cho sang đi kia đã. Từ đấy nha. Từ đấy nha. Tao không đi đường nữa rồi. Có vừa không chú ơi, để đấy có vừa không? Không không, phải sang bên kia. Để bên kia có vừa không? Vừa trên kia vừa. Thôi cẩn thận nhá. Các chú ở đây có vẻ như là cũng đoàn kết phết đấy. Thế lấy cái tách về mọi người ra hộ đông lắm. Mua tàu thú này. Và linh như này đây sáng ơi. Wait. Thôi vào sáng ơi, linh như này sáng ơi. Linh đầu này, linh này cho hàng dưới kilo này. Chú ký mới vừa. Đây là hình như là hội trường thôn này. Dạ, tặng nó tiền ấy nhỉ? Hỏi cho tiền, tôi kéo vào đây. Cái này chắc phải lấy cái cuốc về. Kéo vào đây. San lại cho nó bằng okay đã. Ok luôn. Chia vào đây. Cái này thì chắc là giao lại cho thầy giáo để thầy giáo khác làm thôi. Toàn chia áo với lớp áo gì là tiền à tôi à? Tiền này. Lấy cái cho. Không, chỗ này đi. San lại cái chân nó cho nó bằng đã. Thì mới dám thẳng được. Thay ba khách thì xử lý. Vâng. Lấy không điện, thay ba khách xử lý thôi. Nhưng mà sợ gió thổi nó bay xuống. Không, không bao giờ bay được. Chỗ này sao mà bay được. Hả? Lùi nhau hùa. Nhau hùa hả? Nó sốt to, nó tỏ nó này. Không được. Nó vướng mấy cái ống nước này này. Không được. Được mà, sao cũng được. Điều mình biết là điều nhưng mà hay mình thò ra sao mà được. Không. Theo cháu thì để trên kia cũng được. Cái này xa lại cái sân mình kéo xuống cái trải điều. Đúng rồi, không có gì thay một mình sao mà làm được. Còn mấy hôm qua để mấy hôm anh em mình rú nhau trải điều à. Trời ơi, nó cái gì nhiều ấy. Mấy anh em định một phát thì anh em rút nhau. Thế là cả trường là có một cái tách này rồi chú. À thế không đủ dùng đâu nhờ. Lôi. Bây giờ mà để cái tách này ở đâu mà hứng được cái nước mưa ở cái trên mái nhà này mới được nhiều nước cơ? Không cần đâu. À không lấy à? Không cần. Ở đây có nước nguồn à? À thế thì tốt quá nhỉ. Hứng mà cái tách này đầy thì học sinh cũng mà dùng. Tại cái chiếc kéo thì quá được 2-3 ngày luôn. Không mẹ nó ra đi, mình dùng cái này mình rồi dùng cái kia đâu mà nó đi. Thấy rồi. Nắp chả biết là để đâu rồi. Nắp hình như là. Có đâu không nọ chạy thấy nó để đâu. Vâng, không biết là ông nọ để đâu rồi. Đấy, đi xuống như này để cháu nói chuyện với chú tí. Cái này là cũng cái tách này là hình như là 9 triệu. Đợt đấy là hình như 9 triệu 8 hay sao ấy. Vâng. Mua ở nhà Dũng Ngân ấy.
thưa các bác anh chị, là ngày hôm nay thì cháu đã di chuyển cái tách ở trên nhà của hai ông bà 92 tuổi xuống đây rồi. Thì ngày trước là ông bà còn sống ấy, thì là được các cô bác mạnh thường quân là hỗ trợ nhà với cả cái tách này, với cả đèn năng lượng mặt trời, thì hiện tại là anh em cháu đã mang về để chuyển cho hoàn cảnh khác rồi. Còn cái tách ấy thì là cháu cũng hỏi ý kiến của mạnh thường quân là nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng, thì chuyển xuống đây cho thôn với cả bên nhà trường cho các cháu học sinh. Thì cháu cũng hỏi chú trưởng thôn, thì chú bảo là ở dưới trường ấy hiện tại là thiếu nước rất là nhiều. Ở cái khu vực này là cái khó khăn chung của bà con là thiếu nước. Thì cháu cũng hỏi được nhóm sư cô là di chuyển tách xuống đây để cho bà con. Thì ngày hôm nay là cháu bàn giao lại cái tách cho thôn cũng như là cho nhà trường để quản lý. Coi như là bây giờ là tài sản là của chú với cả của bên nhà trường rồi nhá, của thôn mình rồi. Vâng. Thì đây là thầy giáo các bác ạ. Thì cái này là em bàn giao lại cho nhà trường mình rồi nhỉ anh nhá. Ở trường là hiện tại là có bao nhiêu học sinh anh? Ở đây là lớp 1 là có 13, còn lớp mình nó là có 24. À, 13 với 24. Cũng xin thay mặt nhà trường với thông bảng là cũng xin cảm ơn các anh em. Vâng. Đã có tấm lòng để cho uống quà cho tất cả các cháu. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng. Bây giờ thì cũng chỉ có mỗi một cái tách này thôi. Cũng hy vọng là trong thời gian thì anh em cháu vào đây thì cũng sẽ có thêm nhiều phần quà vào để cho các cháu học sinh ở đây. Đấy, đây là cái phần quà đầu tiên cho nhà trường. Cảm ơn chú nhé. Vâng, vừa nãy thì cháu bảo là cái phần xây mộ ấy là tiền công cho các chú xây là 6 triệu này. Chú xây giống như cái hình ảnh ấy, ngày mai cháu vẫn vào đây thôi. Đấy, thì để hoàn thành chắc là tầm 2 ngày là xong nhỉ. Tí hộ cháu để ý cái xi kia che vào cháu cái nhá. Vâng, em chào thầy nhá. Và bây giờ em cũng di chuyển đi về thôi. Vâng. Thay mặt cho nhà trường, thay mặt cho thôn thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng. Cháu chúc các cô là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Đấy, bây giờ anh em cháu di chuyển lại đi về thôi các bác. Thưa các bác anh chị, là khi mà vừa nãy anh em cháu đang ở trên nhà của ông bà ấy, thì là ông thông gia có gọi điện đến bảo là cái tách đấy là cho con gái của ông bà rồi, à con dâu của ông bà rồi, là không được cho hội trường thôn nữa, tức là không được cho nhà trường nữa. Thì cháu cũng có gọi điện để nói chuyện với ông thông gia ấy. Cháu cũng giải thích rằng là cái này là tài sản của mạnh thường quân chứ không phải là của nhà nước hay là của bên nào cả. Cho nên là cái này cho ai thì đấy là quyền và việc của cháu. Thì vừa nãy cháu cũng có nói chuyện ấy, thì bây giờ xin mời các bác là cùng nghe cái câu chuyện đấy các bác nhé. Và anh em cháu là hiện tại là đang di chuyển đi về. Xin mời các bác là cùng cháu là nghe để hiểu hơn về cái câu chuyện và ông thông gia muốn đòi lại cái tách các bác ạ. Đấy mà ông bà cũng chưa ở công cá khẩu cho ở xuống dưới. Bao giờ bà quay lại về thì bọn cháu mới lại hỗ trợ tiếp. Còn bây giờ bà với cả ông không ở ấy, để cái tách ở đây nó không ai trông thì sau này là sợ mất ấy. Mấy cả cái người mà tài trợ cái mua cái tách này cho thì người ta bảo là bây giờ là cho vào điểm trường thôn chứ không phải là cho để đây. Ý là người cho ấy thì là người cha. À, đổi ý là người ta lại cho vào hội trường thôn, ý là cho vào cho các thầy cô với cả các cháu học sinh ấy, không phải là cho nhà mình đâu. Nên là cái này bọn cháu cũng không quyết định. Cái này bọn cháu cũng không quyết định được đâu. Ý là bọn cháu không quyết định được. Cái người mà cho ấy thì người ta bảo là không cho để ở đây mới cả không cho nhà chú đâu, thì là người ta bảo cho hội trường thôn, cho các cháu học sinh để xuống dưới thôn ấy, mọi người cùng nhau dùng để cho các cháu đi học ấy có nước dùng. Cái này là không phải nhà nước cho mà là cái người mà cho ấy, tức nghĩa là cái người gửi tiền về mua cái tách này cho ấy, người ta bảo không cho để đây. Không cho để đây mà cái con cháu ở trong nhà vào, con cháu vào cũng có những phiền phà cái gì cả. Con cháu cũng có nước uống ở bên kia chứ phải trái khổ đấy. Không phải tác mà. À, cái này không phải là của nhà nước đâu, cái này không phải là xã, không phải là của huyện gì, cái này là của cá nhân, tức nghĩa là của các bác có tiền gửi tiền về để mua cái tách này, xong bây giờ các bác là không đồng ý là cho để đây, là cho xuống hội trường thôn. Thế
Đấy, không phải là liên quan đến xã hay không liên quan đến huyện gì cả. Vâng, có người biết đâu, không phải nhà nước chỗ. Thế này là cả con bên kia, con trôi ấy, không phải có nhà nước. Đấy, đấy, đấy. Thì cháu bảo với chú nhá, bây giờ cái tách này ấy, thì là cháu... Vậy thì dòng ở chỗ nhà nước tôi không có thể đi, có là các con khách của nhà không biết. Cái này là... Con khách phải đi ở trường trong nhà. Cái này là cháu bảo này, cái này là bây giờ là nếu mà ông bà ở đây thì là bọn cháu là giao hết nhà này, giao hết cái tách cho ông bà. Nhưng mà bây giờ ông bà không ở nữa thì là chúng cháu không bàn giao cho ai cả. Là kể cả con cháu hay là của ai, anh em trong nhà thì chúng cháu không cho được. Đấy, thì chúng cháu vẫn là, cái này là cho vào trong quỹ của thôn thôi. Cái này bảo là cho trong nhà, cái nhà khác phải cho... À, nhà này thì mấy nữa cháu, anh em cháu tính rồi, cháu sẽ bảo với chú, một là xem là cho con dâu quản lý hay là cho bên thôn quản lý, thì lúc đấy cháu sẽ bảo. Còn cái tách này thì là hiện tại là cháu vẫn chưa bàn giao cho ai cả, nên là vẫn là của cháu thôi, vẫn là của cháu, nên là cháu cho ai thì đấy là việc của cháu thôi. Với em bây giờ của cháu, ý của cháu với cả của bác Mạnh Thường Quân ấy là cho vào hội trường thôn để cho các cháu có nước dùng nhá. Ý là kể cả con gái của chú có về ấy, thì cái này thì là nó là của cháu mà, có phải của chú đâu. Ý là của cháu thì cháu cho ai đấy là việc của cháu. Đấy, cái này phải có cái của cái số tiền là phải có của nước ngoài cho vào rồi. Đúng rồi. Trong quyền, trong cho rồi. Của nước cho rồi. Ý là của nước ngoài cho, nhưng mà cái người ở bên nước ngoài cho ấy là họ bảo là cho vào hội trường thôn chứ không phải là cho để đây. Thì bây giờ cái ý của người cho ấy là người ta bảo là sẽ mang xuống thôn kia để cho các cháu là có nước dùng chứ không phải là để đây sau này là nó hỏng. Cái đấy thì nếu mà để mấy nữa bọn cháu tháo xong cũng được. Ừ. Nhá, chú nhá. Vâng. 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 Cái này không liên quan đến xã, không liên quan đến huyện gì đâu. Vâng, cái này là nhận... Đúng rồi, cái người cho ấy thì người ta bảo bây giờ là chuyển cái tách này xuống dưới thôn thì là cháu cũng theo ý kiến của người cho thôi, chứ bọn cháu không tự quyết định được nhá. Vâng. Thưa cô bác anh chị, là hiện tại là anh em cháu là di chuyển về đến gần huyện rồi. Thì vừa rồi cháu có cho cô bác anh chị nghe qua một cái đoạn ghi âm, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ cùng nhau là góp ý. Và ngày hôm nay thì cháu có nhận được phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng ấy, là gửi đến để hỗ trợ là xây mộ cho ông. Và cô có bảo với cháu rằng là lúc nào làm xong ấy thì là hết bao nhiêu tiền thì bảo với cô, thì cô sẽ chuyển vào tài khoản của cháu. Thì ngày hôm nay thì cháu có cho người em thì cũng ở huyện, thì em ấy chở vật liệu lên trên đấy hộ suốt ấy. Các cái chuyến thì toàn là em ấy chở. Thì em tính của anh xem là ngày hôm nay là hết bao nhiêu tiền. Của anh là hết 2 triệu. Hôm nay là cháu lấy 10 bao xi này, 300 viên gạch này, 4.270.000 này, với cả 2 khối cát. Tổng của anh là cả tiền cước trở vào đấy là 4.270.000 đúng không? Đây là, đây là anh sẽ đếm tiền cho em này. 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, 270.000 đúng không? Thôi để 270.000. Đây thì các bác ạ, hôm nay thì em ấy cũng hộ cháu chở cái tách ấy, thì là 270.000. Em bảo lấy 250.000 nữa thôi, thì đây còn 150. Thế thì đây, cho em đổ tiền dầu nốt nhá. Đưa cho em có hơn 150.000 nữa mà. Vừa nãy em chở hộ anh cái tách xuống ấy. Nha, anh cảm ơn nhá. Anh bây giờ anh cũng đi về. Vừa rồi cháu có đi xe máy ra đến đây thì xe máy cháu để đây. Thì
đi cùng em hay là đi ô tô đi luôn. Ok em nhé. Đấy, bắt tay cái này. Của anh nhá. Ờ, lúc nào anh có chuyến vật liệu nào vào đấy lại hộ anh nhá. Có gì cái thì ra luôn. Hay vào đâu đó là chỗ nào cần cứ bảo anh. Ờ anh đi nhá. Ui giời. Đấy, bây giờ cháu cũng xin phép là di chuyển đi về và dừng cái hình ở đây các bác ạ. Đây, một lần nữa thì cháu thay mặt cho hai ông bà xin gửi lời cảm ơn đến nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng. Xin chúc cô và gia đình cùng toàn thể các cô ở trong chùa luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Bây giờ thì cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Xin chào các bác.